Ăn ít gì con? Con ăn đủ rồi mẹ. Anh đang đi nè, mẹ gấp cho con nha. Dạ. Anh gấp cho em. Mẹ nấu ăn ngon quá. Con ăn nhiều rau xanh rồi sẽ đẹp da đó. Dạ. Anh cười gì vậy? Thì lâu rồi không được ra ngoài đường ban đêm. Bây giờ được đi như vậy á, cảm thấy vui cho nên cười thôi. Thiệt không đó? Chắc tại anh bận quá chẳng bù cho em. Ủa, em là tỷ phú thời gian hả? Dạ. Hay anh cho em làm thư ký của anh đi. Trời ơi, em nói thiệt hay nói chơi vậy? Thiệt.
Cảm ơn anh. Không có gì, em vô nhà đi. Chúc anh ngủ ngon. Chúc em ngủ ngon, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Về rồi à? Thấy tài nghệ của em chưa? Anh thấy từ lâu rồi, đến anh còn bị sập bẫy, huống chi là hắn. Anh phải thưởng cho em nhiều một chút đó nha. Ok, tới khi nào anh thâu tóm được công ty đó, anh sẽ phong cho em làm bà giám đốc. Thôi đi, em đâu có ngu đâu mà chui đầu vào rõ chứ. Em chỉ cần cái này thôi. Được được, nhưng em phải nghe lời anh. Tới khi tụi nó đầu tư hết vốn vào công ty, anh sẽ cho em tất cả, nghe tí. Em chưa ngủ sao? Anh coi mấy giờ rồi? Anh đi lo công việc mà. Nè, em coi đi. Công việc thì cũng phải biết giờ mà về chứ. Em cố tình không gọi cho anh để xem mấy giờ anh về đi. Càng chờ càng mất hút. Thôi anh xin lỗi mà. Lo bàn công việc cho nên đâu để ý thời gian gì đâu. Thôi được rồi, anh thì lúc nào mà chẳng có lý do. Thôi anh đi thay đồ rồi vô đi ngủ. Hôm nay anh với Đinh Dũng đã bàn với nhau chuyện gì vậy? À, bàn về chuyện tuyển thêm thư ký. Anh nghĩ cái chuyện này cũng khá là cần thiết đó. Không lẽ mình phải lăn xăng lo trực điện thoại nè, lo nước nôi hoài hay sao? Nhưng mà tuyển thư ký cho anh hay cho em? Quan trọng gì đâu. Cho ai mà không được. Quá. Thiệt chẳng hiểu ra làm sao. Trước giờ kêu nó đi làm hoài mà nó không chịu đi. Bây giờ một hai rồi xin vô làm thư ký ở đây. Bữa qua về có gì sao? Không có gì đâu. Nếu mà Mai Ca hỏi á, anh nhớ nói là ngày hôm qua chỉ có tôi và anh gặp nhau thôi nha. Còn chuyện của Diễm Hằng á, tôi sẽ ủng hộ thôi. Anh cứ làm như là tôi chưa hề biết cái gì hết nha. Ok. Chào anh. Mai Ca. Anh tới lâu chưa? Cũng vừa mới tới thôi. Anh có chuyện muốn bàn với em đây. Để em đoán nha. Có phải là việc tuyển thư ký cho công ty này không? Em hay thiệt đó. Và nếu em không lầm thì chiếc ghế này anh đã nhắm sẵn rồi đúng không? Anh nghĩ em nên mở chiếu cô bói đi. Chắc chắn là bạn phát đạt đó. Nếu đó là một lời khen thì em xin cảm ơn. Đây là hồ sơ của đứa em, con bà dì anh. Em xem đi. Có thể giúp anh không? Được không em? Cũng được. Nhưng mà em thấy là nếu như anh tìm cho cô ấy một công việc tương xứng và phù hợp với tấm bằng cử nhân công nghệ thông tin thì sẽ hay hơn là vị trí thư ký văn phòng ở đây. Anh không an tâm gửi gắm nó vô một công ty mà mình không thân thiết. Em giúp anh nhận con nhỏ vô đây làm. Anh vô cùng cảm kích. Chuyện nhỏ mà, có gì đâu anh Dũng. Đằng nào thì vợ chồng tôi cũng đang rất cần một cô thư ký ở đây mà. Thôi được rồi, lương tháng 4 triệu. Nếu cô ấy chấp nhận thì anh nói ngày mai cô ấy đến đây để bắt đầu công việc. Cảm ơn em. Anh phải cảm ơn Hoàng Long mới đúng. Sao lại cảm ơn anh? Anh cũng biết rồi đó. Anh. Chịu khó làm việc cho tốt nghe cưng.
Nhưng anh cứ thưởng cho em nhiều là được rồi. Anh hứa rồi mà. Em nhớ nha. Chưa có lệnh của anh, em không được sớ rớ tới Hoàng Long. Và cấm sờ vào hiện vật. Nhưng nếu hiện vật sờ tới em thì sao? Tránh càng xa càng tốt. Anh trả lương là để em nắm bắt thông tin về việc làm ăn của hai người đó, chứ không phải đem dở trò thả mồi bắt bóng đâu. Lương đâu? Đó. Gì? Anh giỡn với em hả? Thì đấy. Phạt anh cái tội làm cho em mất hứng. Mời vô. Em chào chị. Ủa, cô hỏi ai? Dạ, em là Diễm Hằng, em của anh Đinh Dũng đó. À, hóa ra cô là thư ký mới của tôi. Ừ, vậy mà tôi cứ tưởng một cô người mẫu thời trang nào lạc vào đây chứ. Đó là bàn làm việc của cô. Dạ. Công việc chính của cô sẽ là thư ký của phó giám đốc, nên cô sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp với tôi. Ừ, dạ. Chào giám đốc. Ủa, hai người gặp nhau rồi hả? Không. Em à, có một đối tác mới vừa gọi điện thoại cho anh, nói là muốn ký hợp đồng thiết kế phần mềm quản lý nhân sự. Anh hẹn đến công ty của người ta để bàn bạc cụ thể rồi. Bây giờ thì em đi hay là anh đi nè? Nhưng mà công ty nào, ở đâu anh? Công ty bánh mứt kẹo Trường Giang, địa chỉ là 60... Anh quên rồi. Để anh về phòng coi lại nha. Thôi được rồi, em sẽ đi với anh. Ừ. Tôi đi đây. Nếu có ai gọi điện thoại đến thì cô ghi chép lại nhé. Dạ, em nhớ rồi thưa chị. Vô ăn cơm anh ơi. Em chuẩn bị mọi thứ xong rồi. Vô ăn cho nóng nè. Khốn nạn thật. Thùy Dương ơi, xuống cơm con. Dạ. Bên trái, bên trái. Anh không nghe em nói gì sao? Vô ăn cơm đi anh. Anh không muốn ăn. Anh vừa vừa phải phải thôi. Anh cũng phải biết thương người ta chứ. Nhanh lên Simon, nhanh lên nào. Nhanh lên nào. Quá tệ. Đầu cá béo ngon lắm, anh ăn đi. Sao hôm nay anh không thích vậy? Món này chưa bao giờ anh thích. Chỉ có ba con là thích thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chịu khó đi mà em, anh sẽ thưởng công xứng đáng. Em làm chuyện này là vì anh đó nha. Con đang chat với ai vậy? Nghe bác hỏi không? Hả? À, ông không phải là ba tôi. Ông không có quyền kiểm soát tôi. Nhưng mà tại sao con không trả lời? Hả? Buông con tôi ra. Sáng nay em đi vội quá nên chưa kịp make up. Em tranh thủ một chút. Cô Diễm Hằng. Dạ. Qua đi. Cô có nhìn thấy cái gì không? Cô tới bàn làm việc của tôi để làm gì? Lục lại máy tính của tôi phải không? Dạ, không phải như vậy, em chỉ sơ ý thôi. Nhưng mà tại sao lại là quên trên bàn làm việc của tôi mà không phải là của cô hay là trên bàn nước? Là vì hồi nãy em vừa đi lại trong phòng, vừa uống cà phê, rồi có điện thoại, nên em tiện tay đặt cái ly ở đó. Rồi em quên mất. Cô nghĩ là tôi tin cô hả? Em chỉ nói thật. Giả sử á, nếu như em có ngồi vào máy tính của chị thì chắc chắn em sẽ đặt cái ly ngay trên bàn cho dễ uống. Chứ không lý gì em lại đặt nó ra đằng sau máy tính. Thôi thôi thôi, tôi không có thì giờ để tranh cãi và nghe những lời giải bày của cô. Dẹp ngay cho tôi. Dạ. Vậy hả? Dạ. Công nhận em giỏi thiệt đó. À dạ. Anh ngồi với ai vậy? Đâu có. Anh liệu hồn với tôi đó. Anh mà còn con nọ con kia là chết với con này đó. Không dám đâu em. Biết vậy là tốt. Bye. Mời chị. Tôi tưởng cô ngủ luôn rồi chứ.
Giám đốc công ty vừa gọi điện kiếm cô đó. Cô qua bên đó coi có chuyện gì đi. Dạ. Dạ, thưa giám đốc cho gọi em mà. Lát nữa có khách, Diễm Hằng pha giùm anh bình trà nha. Dạ. Dạ, trà em pha xong rồi ạ. Cảm ơn em. Em về ạ. Giám đốc kêu cô qua có chuyện gì vậy? Dạ, pha trà cho ảnh. Lại vậy nữa à? Dạ, em nghe ảnh nói là lát nữa công ty mình có khách. Cô xưng hô với giám đốc, coi bộ thân mật quá ha. Cô hỏi giám đốc coi chút nữa khách nào tới. Dạ. Cô đi đâu đó? Em qua hỏi giám đốc giùm chị. Không cần, gọi điện thoại đi. Dạ. Dạ thưa giám đốc, chị Mai Cao muốn hỏi khách nào sẽ tới công ty mình à? Dạ em hiểu rồi, cảm ơn anh. Là khách của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinoshi. Họ tới để bàn về việc ký kết hợp đồng thiết kế phần mềm. Anh Hoàng Lâm hỏi, chị có rảnh để sang tiếp khách cùng với ảnh không? Cô nói với ảnh, rồi tôi bận rồi. Dạ. Thôi đi, cả ngày bị quay như trong chóng, mệt bã cả người ra. Mệt gì mà khỏe vậy? Nằm xuống đi anh massage cho. Vậy thì được. Lát nhớ bò đó nha. Cái gì? Mới làm mà đã đòi hỏi rồi. Thì có đi có lại mà. Massage nhiệt tình cho em đi. Lát em nói chuyện này nghe hay lắm. Chuyện gì? Làm cho xong rồi mới nói. Tổ giám sát cam kết sẽ trừng phạt những kẻ liên hệ hôm thứ sáu. Tổ giám sát Egoist Daddy đến thành phố ABC, nơi 103 chị em được cứu khỏi âm mưu này đang được chăm sóc. À, dần nhỏ vô liêm cho tôi làm gì có được không? Những kẻ đứng sau âm mưu này toàn đưa chị em sang châu Âu để giết chúng và lấy các con người đạn hoặc để nạn sinh. Anh đi đâu đó? Xuống nhà coi TV. Thiệt vậy không? Ừ. À,
anh lại đang âm mưu gì vậy? Không ngờ em hiểu anh quá. Nhưng mà em phải giúp anh đó. Giúp chuyện gì? Gì? Em hiểu rồi mà. Không hiểu gì hết. Hồi trước chẳng phải anh nói trả lương cho em là chỉ để thu thập tin tức thôi sao? Hồi trước khác, bây giờ khác. Thời thế thay đổi rồi mà em. Thay đổi hay không, em không cần biết. Vậy em có biết cái này không? Vậy em có chịu giúp anh không đã? Chịu. Ok coi. Thương anh nhất đó. Anh biết mà. Nhớ làm cho khéo nha cưng. Anh yên tâm đi. Em đảm bảo với anh, trong vòng 3 ngày thôi, cái gã Hoàng Lâm đó sẽ bị đổ gục vì em, như một cây chuối bị người ta đốn vậy đó. Tôi chết rồi, em đưa qua điện thoại văn phòng. Anh cho em mượn điện thoại của anh đi. Sao gọi không được hả em? Bấy bận. Chắc có ai đang gọi tới. Anh cho em xuống đây đi. Sao lại xuống? Em về trên phòng. Anh tới gặp đối tác một mình nha. Ủa, nhưng hồi nãy anh nói với người ta là hai vợ chồng mình cùng tới mà. Thì anh cứ tìm lý do nói với người ta, thiếu gì lý do. Nhưng... em sẽ đợi anh ở trên phòng để ăn trưa nha. Anh chờ em một chút xíu nha, để em kiểm tra lại xem. Cô đang làm cái gì đó? Dạ không. Cái gì đây? Ai cho phép cô lục lọi máy tính của tôi vậy hả? Dạ em chỉ vô tình thôi, em xin lỗi. Cô vừa gọi điện thoại cho ai hả? Với anh Đinh Dũng. Alo. Vâng, chào anh Đinh Dũng. Tất nhiên là em hiểu chuyện đó, nhưng mà anh cũng phải thông cảm cho em. Em không thể chấp nhận được một nhân viên tò mò một cách thái quá như vậy. Đó là chưa nói tới chuyện cô ta có khi còn có một âm mưu nào đó ở đây. Thôi được rồi, nếu anh đã nói như vậy thì em cũng không muốn làm căng chuyện này làm gì. Chào anh. Lần khác thì tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu. Cô hãy nhớ đó. Dạ. Tại sao em làm như vậy? Anh thấy em đối xử nặng với cô ta quá hả? Em chưa tống cổ cô ta ra khỏi đây là may lắm rồi đó. Anh không nói tới cô ta, mà anh nói là Đinh Dũng kìa. Đinh Dũng thì sao? Em còn hỏi nữa hả? Đinh Dũng giúp đỡ chúng ta, vậy mà bây giờ chỉ vì một chuyện cỏn con thôi mà em làm cho anh phật lòng. Anh thật là không thể nào hiểu nổi. Là trước khi nói á, em có suy nghĩ không? Em nói cho anh biết,
em cũng không cần Đinh Dũng dính dáng gì tới công ty này nữa. Người cần anh ta và nhất nhất nghe theo anh ta như là con chiên nghe lời Chúa chính là anh. Em còn một điều nữa, em cũng muốn nói để anh biết. Đến giờ này em vô cùng khó chịu vì sự hiện diện của Đinh Dũng và Diễm Hằng ở đây. Tổng cổ cô ta đi, em sẽ mở tiệc ăn mừng đó. Anh Lâm, anh Lâm, anh có đến công ty không? Em đi trước đi. Không hiểu nổi anh ra làm sao nữa. Em chào chị. Chào cô. Chị có muốn uống cà phê? Cảm ơn, tôi không uống. Cô Hằng à, cô xuống gặp cậu Trung lấy báo cáo cho tôi nha. Dạ. Sao bữa nay đi trễ vậy? Dạ, tại hôm qua... Vô đi. Dạ. Chào anh. Xin lỗi. Cô làm gì mà như bị ma đuổi vậy? Dạ không có gì đâu chị. Cô lại đây. Cô thống kê tất cả theo trình tự cho tôi. Tên công ty, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Cô hiểu chưa? Dạ. Làm ngay đi. Bất kỳ khi nào tôi cần là cô phải có ngay cho tôi đó. Dạ. Alo, công ty Mai Hoàng. Dạ, em sang liền, thưa giám đốc. Lại pha trà hả? Em cũng chưa biết nữa. Em vô đi. Ngồi đi em. Có chuyện gì vậy anh? Anh muốn xin lỗi chuyện hồi nãy. Không sao đâu anh. Em xin lỗi. Nhưng còn chuyện gì nữa không anh? Em bận hả? Dạ. Chị Mai Ca kêu em làm một số việc. Nếu không có chuyện gì, em xin phép. Em có sao không? Em có sao không? Thank you.
Alo. Rồi, rồi, rồi. Mai ca gọi em đó. Em về nha. Khoan đã. Em không tạm biệt anh sao? Em về nha. Nè. Dạ. Trưa nay mình đi ăn nha. Ok. Diễm Hằng. Anh. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? À, em xin lỗi, tại vì... Thôi thôi, tôi không quan tâm tới bất kỳ lý do gì hết. Giờ quy định nghỉ trưa của công ty là từ 12 giờ tới 1 giờ rưỡi. Cô đã vi phạm, vì vậy tôi sẽ trừ vào lương của cô. Anh đi đâu về vậy? Đi ăn trưa. Với cô ta phải không? Cô nào? Anh lẽ ra phải là chị Duyên mới đúng. Alo. Chuyện gì vậy? Anh đang ở đâu đó? Tôi đang đi tiếp khách. Khách nào? Trời ơi là trời. Sao vậy mẹ? Sao sao cái gì? Tất cả là tại mày đó.
chết ở xó nào rồi không biết.